Chào các bạn đi tử vi. Một cái lá số kế tiếp là của một cặp vợ chồng. Người chồng thì cho cái ngày là ngày mùng 1 tháng 1 năm 1982, đó là dương lịch âm lịch là ngày mùng 7 tháng 12 năm Tân Dậu. Và không biết là bây giờ là mình đang phân vân là giờ Dần hay là giờ Sửu mới đúng. Và cái câu hỏi kế tiếp mà quan trọng nhất là chỉ hỏi về cái đường đường tử tức thôi. Thì bây giờ mình mời bạn Phi giải thích cho là giờ mình nên lấy giờ Sửu hay là lấy giờ Dần cho cái bạn này và lý do tại sao mình chọn cái giờ đó. Mời bạn Phi nha. Theo lá số của anh á thì anh này anh sinh lấy mà nếu lấy giờ Sửu á thì anh mệnh tử vi Ngọ Tuần, thì ở đây mình không thấy được yếu tố con trai trưởng của gia đình, với thêm nữa là cung tử tức có thái dương ngũ hóa quyền có lộc tồn thì cho thấy là anh chỉ có tầm một hai người con thôi, nhưng mà sẽ là có con trai đầu lòng. Thì nên thêm mình thấy đi thêm nữa là mình lấy lại ngược lại thêm nữa là lá số về giờ Dần, thì lá số giờ Dần nữa thì cho thấy một điều đó, có nhiều sao mạnh cá tính là con trai trưởng chiếu về cái bản mạnh. Thứ hai ảnh này là cái người mà cô thần tam môn phục binh ngộ hóa quyền mà có thiên lương ở cung quan thì cho thấy là ảnh có thế sao binh nghiệp. Thêm nữa là ở cái cung tử tức đó, thì có phá quân ngộ phân xương thì cho thấy một điều là có khả năng là mà có thai tọa chiếu thì anh có nhiều con, và thêm nữa là có thể là không có trai mà là có gái không. Ok, thì mình lúc đó mình với bạn vô xì với suy nghĩ là có nên coi lá số của người vợ không. Thì khi khi mà anh nén gửi thêm cái thông tin về người vợ thì lại gửi cái người vợ sinh vào lúc 5 giờ. Thì lúc 5 giờ thì cái người chị này thì mình thấy là mệnh cư vào đất phá quân cư cung thân. Mà chị này sinh ngày 29 tháng 10 năm 81, mà sinh sinh vào lúc 5 giờ thì mình thấy một cái sự vô lý là tại vì phá quân thì chị rất là lùn, mà chị cao tầm chưa tới 1m5, nhưng mà xong cái tấm hình thì chị ấy là không phải người thật, nên nên mình lấy lùi đi 1 giờ. Thì sau khi lấy lùi đi 1 giờ thì mình thấy là mệnh tài quan của chị này trùng lên phúc di thê của anh kia, và mình thấy này hai lá số này là hai lá số truyền tin. Ta thấy một điều là chị này sẽ sinh vào giờ giờ Dần, mình cứ lấy hai lá số ra và mình chỉ đếm trong tam hợp và cung xung chiếu, mình thấy là có một sự trùng lấp sao mà cực kỳ nhiều luôn của cả hai vợ chồng này. Ví dụ như cung cung phu của chị này đi có âm dương lương chiếu, có hóa quyền, có tả hiếu, có cô thần tam môn ngộ điếu khách phục binh, mà có cự đồng chiếu về thì anh này sẽ đi lính mà lại đắc toàn bộ các sao mà bên lá số anh kia có đó. Nên hai người này là một người anh nó sinh sẽ sinh vào giờ Dần với mệnh là thái âm cư hợi, và chị ấy sẽ là người mà sinh cũng là giờ Dần luôn, mà mệnh mệnh bố chính diệu có địa không độc thủ, và cung phu thê sẽ bố chính diệu. Thì khi mà nhìn lá số này cho thấy một điều luôn á, cung tử tức có nhiều thứ để nói lắm, mình xin phép mời bạn Rosie nha. Ok, cảm ơn bạn bạn Phi nha. Thì cái đầu tiên nó mình nhắc lại là tại vì lý do tại sao mà mình với bạn Phi là cũng phân vân rất là lâu với cái lá số của cái bạn trai này. Thì thật ra bạn này cũng email một thời gian khá lâu, nhưng mà mình thấy cái câu hỏi và cái lá số như nó có một cái gì đó nó không có được đúng lắm, cho nên mình vẫn còn giữ một thời gian. Thì cái cách hôm qua tới hôm nay là cũng nhiều, rất là nhiều thời gian để suy luận coi là cái lá số nào nó đúng với bạn hơn. Thì sợ hồi tối hôm qua là coi như là định lấy đúng cái giờ cho bạn là giờ Dần, nhưng mà vẫn còn phân vân là không biết bây giờ nếu mà coi tử tức thì phải coi luôn cả người vợ nữa, cho nên là mình muốn chắc chắn là mình phải đợi bạn gửi lại một lần nữa xem cái lá số của người vợ nó có những cái con sao gì, nó có hỗ trợ hay không. Thì lúc này khi mà gặp lá số của người vợ thì mình với bạn Phi lại chắc chắn hơn là đúng là bạn sanh giờ Dần mới đúng, tại vì nó có rất là nhiều cái trùng khớp, nhất là về vấn đề gọi là anh em trong gia đình là một, công việc bạn làm là hai, cái người vợ, cái năm tháng, những cái hạn mà bạn lập gia đình á thì nó hợp với bạn hơn vào
cái lá số mà giờ dần, cho nên đây là một cái điểm cũng tốt cho bạn, là bạn từ giờ trở đi bạn biết là cái lá số giờ dần đúng với bạn. Và khi mà xem cái số của chị vợ bạn á, thì cái đầu tiên là chị cho giờ giờ Mão đúng không bạn Phi, là cái lá số mà phá quân, cư mệnh, thì chị này lại lại không không hợp, không đúng trùng khớp với những cái thông tin về anh em gia đình, nhất là về con cái lại không đúng luôn. Thì lúc này mình lại bị phân vân lần thứ hai nữa, là bây giờ là ngày hôm sau mà vẫn bây giờ người vợ lại quá gọi là khác đi. Thì rất là thú vị nha. Cái đó mình phải ngồi mình suy nghĩ một hồi thì bạn Phi mới mới nói là à, thì cái chị này cho đúng 5 giờ, mà các bạn cái khi mà chúng ta cho một cái múi giờ mà nó đúng ngay chính xác á, cái là 5 giờ 00 phút, nó rất là khó đoán, là tại vì lệch một phút thôi là chúng ta về lại giờ dần, mà nhảy qua một phút là chúng ta qua lại cái giờ Mão. Cho nên lúc này mình in thêm một cái lá số thứ ba nữa là để xem coi cái người vợ này có phải là sinh vào 4 giờ 59 phút hay không. Thì khi mà cái lá số ra đời thì chúng ta thấy rõ ràng là có rất là nhiều cái nó trùng khớp, mà nó trùng tới mức độ mà về con cái trùng luôn cả người chồng, trùng nhiều nhất là về vấn đề gọi là gia đình. Đấy, cái đó là chúng ta không có thay đổi được. Hình tướng tính tình có thể thay đổi theo đại vận, nhưng mà cái bản chất thực sự là vấn đề gia đình đó, nó là cái cốt lõi thì không có thay đổi được. Ví dụ như về cha mẹ anh em con cái là không thay đổi được. Và nhất là khi mà thấy cái lá số của cái anh này và chị này á, thì đúng là hai bạn phải nói đây là cái duyên duyên trời định hả bạn Phi hả. Mà những cái người vợ chồng mà có duyên trời định đó là những cái vợ chồng họ kháng khích với nhau lắm. Họ hay gọi là họ giống như hai cái lưng mà họ không nào cũng dính chặt lại với nhau, giúp đỡ nhau nhiều. Thì nó cũng cho mình một cảm giác giống như là trên cuộc đời này những có những cái mình không có giải thích được tại sao nó lại có những cái sự trùng hợp hay như vậy. Giống như các bạn nghĩ là cuộc đời mình nó có biết cả tỷ người trên thế giới, nhưng mà tự nhiên hai người đâu đó gặp nhau, nó giống như là một cái duyên tự nhiên lấy nhau rồi, cái biết lá số nó giống nhau, nó có những cái trùng khớp với nhau. Giống như mà đàn nó gọi đàn vậy đó, nó là nó phải hợp với nhau, mà phải hợp tính hợp tính nhau mới ăn ở với nhau được. Thì cái lá số này là một cái lá số mẫu của cặp vợ chồng mà có rất là nhiều thứ mà nó giống trùng hợp với nhau, giống như hồi nãy bạn Phi nói. Thì bây giờ mình nói về cái trả lời cái bạn này về cái phần tử thức. Thì đầu tiên đó là cái lá số của người người chồng á, thì cái cung tử thức có phát quân hóa kỵ đà la thiên hình. Thì đầu tiên đó, nếu mà mình bạn á, là phải có số bạn theo tử vi á, là phải có con gái mới tốt. Con gái là cực kỳ tốt. Thì đến khi cái có số của người vợ thì hoàn toàn ứng luôn, là chị này cũng phải có con gái nhiều hơn con trai. Thì số cả hai bạn á, mình nói một cách rất chân thành là số khó có con trai, rất rất là khó nha. Là cái đầu tiên hai người đều giống nhau hết, thì nó không có cái hỗ trợ cho nhau. Nó ví dụ như nếu mà bạn không xấu lắm mà chỉ xấu thì bạn còn hỗ trợ được, nhưng bây giờ cả hai anh chị đều có những cái giống nhau là đều khắc trai hết. Mà con gái của các anh chị sau này sẽ rất là tốt. Những đứa con gái sau này nó sẽ đầu tiên nó sẽ gọi là phát đạt, thứ hai là phát danh đó, thứ ba là những người sẽ rất thuận hiếu thuận đạo với gia đình. Cho nên nếu mà anh chị đã có ba đứa con gái giống như anh chị kể thì đây là một cái điều diễm phúc cho gia đình. Thì thôi thì lời khuyên là hãy chăm sóc những gì chúng ta đang có, hãy ôm, hãy thương, hãy quý những gì chúng ta hiện bây giờ đang có. Còn cái gì mà nó không phải về cái của mình đó, thì mình có mong chờ nó cũng thế thôi đó. Thì cái này nói ít thì mong anh chị hiểu nhiều, cả hai anh chị đều có số là khắc trai nha. Thì giờ đó là tử vi thì mình trả lời chân thành như vậy rồi, không biết bạn Phi còn ý kiến gì nữa không? Thì mình thấy quan trọng nhất là trước tiên đó mình tìm được cái lá số của mình, Ừ. rồi mình sẽ kiếm thì từ đó mình sẽ biết được là cuộc đời nó ra làm sao. Thì có như thế có gặp thì không phải có hai đứa mình giải tử vi, mà là có rất nhiều người sẽ giải tử vi dựa trên hai cái lá số này. Thì anh chị có thể đi hỏi thêm về cái cách có con, có theo đuổi con trai cái phần sau đó, thì có nhiều người sẽ mỗi người sẽ một góp ý riêng. Riêng mình thì mình cảm thấy như mình chưa có đủ năng lực để dám trả lời cái câu hỏi này thế này. Thì cái câu chí thư của anh viết tha thiết quá, đọc mà nhiều khi mình cũng cảm 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 xúc nhiều lắm, nên mình cũng không dám mà kiếm cho anh đúng cái lá số của anh. Còn những cái khác thì có thể sẽ hỏi nhiều người khác để người ta có cho nhiều cái ý kiến khác, biết đâu đó là có hướng ra. Ok, xin phép hết thôi. Thì giống như nãy mình nói với bạn Phi với các bạn đó, là hôm qua tới nay là 2 ngày trời chỉ để mà luận cái lá số của hai bạn này. Mình cũng cảm giác như là mình có một cái duyên gì mà giống như là mình gặp nhau rồi, mình có một cái
một cái gì đó trong người mình thôi thúc mình phải nói mình phải kiếm được cho được cái bằng được cái giờ sinh của người chồng, đến khi người vợ mình cũng phải kiếm bằng được cái giờ sinh của người vợ để coi như là mình chút được một cái nỗi niềm của mình, là mình cái nguyện mình phải làm cho hai bạn cái này. Khi mà có được cái giờ sinh chính xác của hai bạn thì nó là một cái điểm sáng của cái năm nay, không, và đã có lá số tử vi của mình rồi, thì cũng như các bạn cũng đã có một cái bản đồ trên tay thì nhìn thấy là biết, thấy là con cái mình, con gái rất là tốt đó. Thì cũng hy vọng là mình trả lời được cho hai bạn, và cuối cùng thì chúc hai bạn có nhiều cái thành công toại ý. Hạnh phúc là nó nằm ngay trước mặt chúng ta. Rồi, ngừng ở đây ha bạn bạn Phi ạ. À? Rồi, chào hai bạn nha, chúc nhiều vui vẻ.